Rồi, xin chào tất cả các anh em yêm thanh trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay shop Audio Toàn Võ chia sẻ một cái ứng dụng chơi nhạc cực kỳ chất lượng cao. Nó có tính năng là upstampling, có nghĩa là nhạc từ 44 kHz là file chuẩn của lossless đúng không? Là tự động nó đẩy lên là 3 tối đa là 382 kHz. Tối thiểu của nó là 192 kHz nha. Đó thì như thế nào mới đẩy được cái tính năng đó lên, thì ở đây thì view clip này thì mình chia sẻ trên cái điện điện thoại là chính ha, smartphone. Các bạn lưu ý ha, các bạn chơi con đá đó, thì các bạn muốn nghe nhạc hay chất lượng cao bắt buộc phải kết nối qua máy tính hoặc là điện thoại thì nhạc nó sẽ hay hơn, nó sẽ ngang tầm với CD hoặc là hay hơn cả CD nữa, nhờ cái ứng dụng nó hỗ trợ nữa chắc chắn là sẽ hay hơn nhiều so với đầu đĩa CD. Thì ở đây thì mình sử dụng cái điện thoại như cũ thôi, Samsung Note 10. Thì đối với các bạn muốn chơi cổng OTG Samsung á, điện thoại mà OTG kết nối với cái đát á, thì tránh hai cái dòng máy. Thứ nhất là Oppo, điện thoại Oppo của hàng Đài Loan á. Cái thứ hai là điện thoại Huawei. Hai thằng đó nó không có nhận cổng OTG để kết nối với con đát. Ngoài ra điện thoại của iPhone của Apple á thì nó sẽ nhận được hết tất cả ha. Hồng nó hệ mấy con đát bây giờ nó sẽ hỗ trợ được hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Nhưng mà đối với hệ điều hành Android á thì các bạn tránh giùm mình sẽ nói lại nha, tránh giùm mình hai dòng máy. Thứ nhất là Oppo, thứ hai là dòng máy Huawei, là nó không có nhận diện được cổng OTG khi kết nối với đát. Rồi, ở đây mình dùng cái điện thoại Samsung. Thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu hai cái ứng dụng để các bạn có thể lựa chọn và chơi ha. Thì như ở đây, đây mình giờ mình mở máy ra. Thì ở đây điện thoại Samsung của mình ha. Thì các bạn vô cửa cái phần CH Play nè, các bạn download một trong hai cái ứng dụng này về. Đây, đây là hai bài music nè, hai bài nhạc hai bài và cái tính năng là hai OS nè, đó. Là hai cái app này là chính nha. Phía này ngay cái chỗ tay mình này nha, đó hai cái góc này. Thì nhạc ở đây bắt buộc chúng ta phải chép vào máy. Chúng ta mới chơi được chất lượng cao. Muốn chơi chất lượng cao thì như thế nào, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn qua. Thứ nhất là cái phần mềm mà hai bài music quá quen thuộc ha, cái hình màu vàng này nha. Cái phần mềm này phần mềm free, còn phần mềm mà hai show này nè là nó có bản free luôn, nhưng mà cái bản free của nó không chơi được nhạc DSD và nó cũng không có mở được cái tính năng upstampling lên. Còn đối với phần mềm hai bài music này thì nó free nhưng nó cho mình mở được cái tính năng upstampling lên ở chế độ giới hạn là 192 kHz, nó chơi được file DSD luôn, tất cả các file DSD nó chơi được file DSD 50 52 luôn nha các bạn. Chung là hai cái phần mềm này nó chơi được DSD 52. Phần mềm hai show này các bạn phải mua phải phải đăng ký và mua mua cái bản quyền á, thì nó mới mở cái tính năng DSD và 24 bit cho các bạn chơi cái file nó mới mới được nha. Rồi ok, mình sẽ nói cái phần mềm mà các bạn quan tâm nhiều nhất là phần mềm hai bài music. Cái phần mềm này free thì ai chơi cái gì ai cũng thích free hết đó, giống như là mình ăn ngon mà mình không muốn trả tiền vậy đó. Đây là phần mềm này. Rồi ok, mình sẽ nói những cái công năng của nó. Các bạn chơi con đát, các bạn kết nối vô, các bạn lưu ý ha. Để mở được cái tính năng đó lên là nhiều một số anh em không hiểu chơi đát, tưởng đâu cắm cắm cái con đát lên là tự động nhạc nó nhảy lên DSD hoặc là cái tần số cao. Không phải vậy đâu ha, tùy tùy theo file mình chơi. Bắt buộc cái file đó là ví dụ như file DSD là bắt buộc cái file đó phải là file DSD ha. Thì ở đây mình xin mở cái tính năng upstampling lên, có nghĩa là nhạc Việt Nam của mình là lossless chuẩn 44,1 kHz đúng không? Mình sẽ chơi 24 bit luôn, là phải chơi tối đa là 382 kHz. Thì cái dưới đối với cái phần mềm hai bài music này nó chỉ cho mình mở được 192 kHz thôi. Thì mở như thế nào, mình cắm mình vô cái biểu tượng này nè, cái hình người này ha, như đây. Rồi xong mình vô cái phần cài đặt đó. Rồi trong phần cài đặt các bạn cần lưu ý nha, bắt buộc các bạn phải mở cái tính năng này lên, truy cập âm thanh USB HQ độc quyền là high quality độc quyền, nhớ mở lên thì nó sẽ nhận được tất cả các loại đát của chúng ta nha. Còn ấy những đát cổ thì mình không có bảo đảm nha, cái đó các bạn tự nghiên cứu. Đối với dòng đát mình bán, mình bảo đảm các bạn là nó sẽ nhận được được hết những cái tính năng này. Trên đây ok, khi mở xong bắt buộc phải lưu ý nha, mở cái này lên nha, mở thì cái nút nó màu vàng nha, nền tắt nè, mở lên nè, mở lên thì nó sẽ hiện cái lời khuyên
các bạn muốn đọc thì đọc, không muốn đọc thì bấm chữ OK là được, là được rồi. Rồi ở đây OK thì ở đây nó có chế độ DSD, các bạn vui lòng chọn giùm mình ở hàng thứ hai DSD DOP nha, là file này file chuẩn NAT cũng được, NAT những cái file lớn hơn, nhưng mà nó xảy ra cái tiếng lập bập khi chuyển bài qua DSD. Mình không xài cái này, mình xài cái giữa là OK rồi. Rồi cái thứ hai là tỷ lệ lấy mẫu sẵn cố định. Đây cái dòng này nghe tay mình nè, tỷ lệ lấy mẫu sẵn cố định, các bạn vô phần mềm này. Rồi khi vô nó đã đang ở chế độ tắt đúng không, nó là ở chế độ mặc định, ví dụ như file 44 thì nó ra 44, file DSD thì nó sẽ báo DSD ha. Còn mình mở cái tính năng này lên thì nó cho mình 1 2 3 4 5 6 6 cái lựa chọn, thì mình chọn cái dòng cuối 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 cùng là 192KHZ nè ha. Đó, 192.000 nè. Nó sẽ có cái câu chú thích ở đây: các thiết bị ngoại vi không hỗ trợ tỷ lệ lấy mẫu, nghĩa là các bạn phải cắm cái này vô một cái con đát các bạn mới chọn được được nó ha. Bây giờ ví dụ như giờ mình sẽ cắm vô cái con đát này ha. Mình lấy cái con đát tham chiếu là cái con SMSL có cái mã là Cenric 10THV2, thì cái con này mình rất thích nó. Thích thích nó chỗ nào? Nó sử dụng chip AK4493 phiên bản kỷ niệm 10 năm thành lập hãng SMSL, nên cấu hình máy nó rất là tốt, rất là bền, rất là dễ dễ xài. Con này ngoài ra các bạn có thể kết nối với ô tô vẫn được luôn. Vì sao? Vì nó sử dụng nguồn có 5V thôi, các bạn sử dụng ô tô làm con đát vẫn được luôn nha. Nhưng mà kết nối ô tô thì chắc chắc chắn mình phải chơi bằng cổng USB, kết nối qua cổng OTG với điện thoại để lấy cái nguồn nhạc thôi. Rồi OK, mình sẽ kết nối vô đây. Con này thì đặc đặc biệt cái kết nối thẳng vô vô cái điện thoại, nó sẽ cung cấp nguồn cho thằng này luôn. Thì cái điểm trừ của nó là nó hơi tốn pin điện 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 thoại thôi. Tốn pin thì mình sạc thôi chứ chả có vấn đề gì đâu. Rồi OK, mình sẽ lật đứng con đát này lên nha. Thì đây mình sẽ kết nối cổng USB vô. Rồi mình sẽ kết nối vô. Kịch, đây là cổng OTG nha các bạn. Đây kết nối vô thì máy nó sẽ nhận nguồn luôn. Và hồi nãy chúng ta mở cái USB HQ độc quyền á, nhớ nhớ không? Đó thì nó sẽ báo nè, nhạc hai bài music cho phép nhạc hai bài truy cập SMSL USB audio, nghĩa là nó sẽ nhận cái con đát này, nó sẽ giải mã cho chúng ta ha, bấm chữ OK. Rồi thì các bạn OK nó thì bắt buộc các bạn chỉ chơi được trong cái phần mềm này nó sẽ phát ra nhạc nha. Ví dụ như các bạn muốn chơi phần mềm khác, các bạn muốn nghe nhạc online trên YouTube, bắt buộc các bạn rút ra cắm lại. Nó hiện cái chữ cái dòng đó, các bạn bấm cái chữ thoát không nhận cái ứng dụng này thì nó sẽ phát được trên YouTube bình thường cho chúng ta nha. Rồi chút xíu nữa YouTube thì mình nói sao. Rồi OK, nó đã nhận cái phần mềm này rồi. Mình quay lại cái phần cài đặt của cái phần mềm này nha. Phần mềm 23 Music nè. Rồi mình vô cái phần lại cái tỷ lệ lấy mẫu sẵn cố định này nha. OK, thì ở đây chúng ta kết nối cái ngoại vi rồi nè, kết nối thiết bị rồi nè, thì nó sẽ cho chúng ta lựa lựa chọn cái thông số nè. Ở đây là tiêu chuẩn là 44,1 nè, thấy không? Rồi mình không chọn cái này và mình chọn cái này, kịch vô đây luôn. Rồi nó sẽ xuất hiện cái dấu chấm màu cam nhỏ ở chỗ này thôi. Đó là mình đã chọn nó rồi ha. Rồi cứ để yên nó vậy đi. Rồi xong. Rồi chúng ta quay về play cái bài hát mà mình demo trước trên đây thôi. Mình sẽ chưa chưa bấm nhạc phát nhạc ở đâu. Mình sẽ lấy cái thông số cho các bạn coi thử như thế nào. Thì ra đây mình sẽ chơi một cái file nhạc Việt Nam. Đây như cái album này là nhạc của Việt Nam nha. Chuẩn là 44,1 kHz. Đây mình bấm play. Có con đát nó sẽ báo 192 kHz đúng chưa? Đó OK, nó đang hát đó, tại vì mình chưa có cắm qua loa nên nó không có xuất âm thanh. Tí xíu nữa mình sẽ test trên thiết bị dàn của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt cái tính năng này đi nè, thì nó sẽ quay lại 44,1. Đây cài đặt vô lại ha, vô lại cái phần tỷ lệ lấy mẫu cố định. Rồi nếu mà chúng ta tắt tính năng này đi thì sao? Thì nó quay về 44,1 đó, các bạn thấy thấy chưa? Đó là cái file này là file chuẩn 44,1. Các bạn mở cái này lên thì nó sẽ upscaling lên chúng ta là tối đa 192.000 ha, có nghĩa là 192 kHz đó. Nó báo này thấy chưa? Đó là đang chơi. Các bạn chơi á, các bạn muốn muốn phân biệt được được, được á, thì các bạn cứ cắm vô dàn, các bạn nghe, các bạn cứ tắt mở, các bạn sẽ chọn mấy cái dải tần này, các bạn sẽ nghe, các bạn sẽ cảm nhận được
cái chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Thì chơi cái dãy tần càng lớn, tiếng nó càng tĩnh. Ví dụ như chúng ta nghe, vừa nghe nhạc vừa nói chuyện với bạn bè, nó không có bị ồn ào khi mà chúng ta chơi cái dãy tầng cao ha. Còn mấy cái dãy tầng thấp á, thì nó sẽ nghe nó ồn ào ào lắm, nghe nó không có tĩnh. Đó, đó là như vậy, nó hay ở chỗ đó. Rồi, đối với những cái dòng nhạc DSDSD thì nó sẽ giải mã đúng cho chúng ta luôn. Thì ở đây mình sẽ chơi file nhạc DSD ha. Đây. Đây, ok, mình sẽ kiếm cái file nhạc DSD của mình coi. Đây là file nhạc DSD của mình nha. Rồi, DSD 64 thì nó sẽ báo đúng y chang luôn. Đây. Cái con đác này, cái con SSL Sandwich 10TH này thì nó chỉ báo là D1, là mình hiểu nó là đang ở thông số DSD 64. Đó, nó sẽ chơi đúng 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 luôn cái định dạng file DSD. Còn là file Hi-Res 24 á, bit á, 192 hoặc là 170 mấy 89 á, là tự động nó đẩy lên 192 cho chúng ta hết. Giống như cái file này. Đây mình kiếm cái file đó cho. Đây, cái file này là file Hi-Res của mình nè. File này nó có chất lượng là 97 thì phải. Đây, bấm vô cái bài này. Đó, nó vẫn về báo 192 luôn. Giờ mình muốn coi cái file chuẩn này, các bạn tắt cái này đi là nó sẽ báo về cái chế độ chuẩn cho chúng ta nè. Mình sẽ quay lại cái phần cài đặt ha, tỷ lệ lấy mẫu sẵn cố định nè, tắt nó đi. Đó. Đó là file chuẩn, nó là 176 kHz nè, đúng không? Mình mở lên, mình đẩy nó lên maximum luôn. Là 192.000 kHz ha. Đó, nó rất là ngon. Nghe tiếng nó rất là tĩnh, chút xíu nữa mình sẽ test cho các bạn nghe thử. Rồi, đó, nó chỉ vậy thôi, cái phần mềm này nó chưa có tính mang tính năng là như vậy, rất là đặc biệt cho chúng ta. Rồi, còn cái phần mềm. Rồi, mình muốn nói thêm, cái phần mềm thứ hai là phần mềm các bạn bắt buộc các bạn phải trả phí cho nó. Được cái này, mất cái kia. Đời không có gì mà hoàn hảo cả. Phần mềm này rất là hay. Hay ở chỗ là nó đẩy lên cho chúng ta 300 mấy luôn, 382 kHz luôn. Các bạn có thể kết nối với điện thoại Apple cũng được nè. Nó chơi file DSD luôn, rất là ngon. Có máy tính bảng iPad gì đó, các bạn nói qua cổng OTG cũng chơi được nha. Rồi ok, giờ mình sẽ giới thiệu cái phần mềm Hi-Reso này nha. Đây phần mềm này. Nó cắm vô lại. Rồi mình mở cái phần thoát cái này đi. Tại vì ở đây á, các bạn lưu ý nha, các bạn chơi một trong hai cái thôi nha, các bạn không quen á, các bạn sẽ bị nhầm lẫn, nó sẽ không có hát được nha, lưu ý vấn đề này giùm mình nha. Thì rồi cái phần mềm này cũng vậy luôn, khi các bạn cắm vào nó cũng hỏi y chang như vậy, nhưng mà cái này mình đã thường mình chơi quen rồi, nó sẽ nhận luôn cho chúng ta rồi. Nó sẽ hai bài. Rồi. Còn đối với cái phần mềm này thì sao? Đây, bây giờ mình vô cái phần mềm này. Nó cũng xuất hiện y chang như phần hai bài music ha. Nhớ bấm ok đó nha. Bấm được ok đó, các bạn nhớ mở mở cái tính năng nó lên. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu tính năng cái phần mềm này nha. Rồi, đây, vô phần mềm này, vô phần setting, phần mềm này hoàn toàn là tiếng Anh hết, không không có tiếng Việt giống như hàng hai bài music. Chữ nghĩa nó hơi nhỏ hơn kia một tí. Đây. Đây cái bản quyền này mình đã mua rồi, hai mình nhớ mang máng là khoảng 280 ngàn hoặc là 300 mấy, mình không nhớ, mình mua lâu lắm rồi, nay mình mới có dịp mình đã mày mò ra nó, mình cảm thấy nó rất là hay. Đây. Cũng như vậy luôn. Các bạn nhớ chọn này, cái phần mềm đó này, nhớ chọn DSD ha, nó cái phần mềm này á, thì nó có một cái định dạng là DSD BC DOB thôi. Đây ngay khúc này nha. Nhớ click click nó vô. Rồi. Đây nhớ click cái thằng này luôn, đây NE USB driver, nhớ click nó vô nha, thì nó sẽ mới báo cái thông báo nè cho chúng ta được nha. Nó mới giống đó, NE play là cho phép NE play truy cập SML USB audio, ấm chữ ok, nhớ click cái này vô cho các bạn, nó sẽ mới nhận được đáp cho chúng ta nha, nó mới giải mã cho chúng ta được. Rồi quay lại vấn đề này, ở đây nó có chính năng upstanding. Đây là tính năng upstanding mình đã nói nè. Nhớ click nó vô nha các bạn, click nó vô. Thì ở dưới đối với cái phần mềm này thì nó cho chúng ta là tới 384 kHz. Chúng ta cứ click vào nó thôi. Là ví dụ như nhạc nhạc 44,1 thì nó sẽ đẩy về cho chúng ta là 38384 hết ha. Và đây, mình sẽ demo thử cho các bạn coi.
Rồi, cái phần cài đặt nó có chữ đơn giản như vậy thôi. Đó. Nhớ click click vô hết nha. Nói chung là click vô hết luôn cho mình. Còn cái chế độ BC BCM này à. Các bạn đọc tiếng Anh được á thì bạn là Sound Quality Perfect nè, mình chọn cái chế độ này, kệ cứ chọn đi. Rồi. Giờ mình muốn vô cái album này làm sao thì bấm vô cái hình cái dĩa nè. Đó, và những cái file này mình đã chép vô sẵn hết trơn rồi ha. Đó, nó sẽ tập hợp cho chúng ta rất là nhiều, mỗi một cái ô á, là một cái album. Ê, xin lỗi. Đây thì nó sẽ liệt kê danh sách cho chúng ta là nhạc 24 bit nè ha. Đó, nhạc 1 bit nè, 1 bit có nghĩa là nhạc chất lượng cao nhất nha các bạn. Rồi, tí xíu nữa mình sẽ nói hai cái phần mềm này nó khác biệt nhau về cái gì, cái lợi và cái bất lợi. Rồi ví dụ như giờ mình chơi cái file này file nhạc DSD nè, DSD thì nó sẽ báo đúng DSD cho mình luôn. Thì cái phần mềm này nó hay cái là nó sẽ báo đầy đủ cái thông số nè, à, đó không, file DSD 1 bit 2.1 2.8 MHz không? Có nghĩa là file này file 256, DSD 256 đúng không? Đúng rồi, báo DSD 256. Thì ở đây thì nó báo cho chúng ta nè. Phần mềm này đặc biệt phải mua nha các bạn thì nó mới chơi được nhạc DSD, nó báo thông số cho chúng ta là thấy không? Đó, DSD đó, giải tầng của nó ha. Còn bây giờ mình sẽ chơi nhạc lossless bình thường thôi. Đây, đây là nhạc lossless bình thường nè ha. Ta play bài hát của nó thì nó sẽ hiện cái thông số ngay chỗ này như sau. Đây. Đây là file WAV ha, 44.1 kHz đúng chưa? Và cái nó order nè là nó lấy tới dãy tần là 352.8 kHz. Rồi. Bây giờ mình muốn quyết biết được cái file gốc của nó như thế nào, bấm đây, trên con máy nó báo này thấy chưa? 352 kHz, thấy chưa? Đó, giống như cái thằng này trên đây luôn. Đó, 352. 352.8 kHz, đó nó báo y chang đúng cái thông số luôn. Nghe tiếng nó rất là tĩnh, bảo đảm luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem cái tính năng là như thế nào. Vô đây. Rồi, ok. Đây cái phần mềm này nó hay một cái đây, nó báo cho chúng ta biết nè, cái bài hát này đang ở định dạng file WAV, album gì, có tên album ở chỗ này luôn. Đó, album của anh Natalo. Rồi artist nó không biết, cái file này phải chép lại. Rồi bài hát tên gì? The Big Hotel đúng không? The sampling là tần số lấy mẫu là 44.1 kHz 16 bit. Thấy chưa? 16 bit đúng không? Chất lượng file là 70 chấm. Và đây nó có cái thêm đây quan trọng nè, connected nó đang kết nối một cái thiết bị driver của nó nè ha, nè driver nè, SMSL USB audio là con này ha, và nó xuất ra âm thanh là 352.8 kHz, thấy chưa, chuẩn là chuẩn chưa, quá ngon đó. Đối với phần mềm này bắt buộc của chúng ta phải trả phí nha, đó trả phí thì chúng ta mới chơi được file DSD hoặc là file 24 bit, còn chúng ta chơi mà miễn phí á, thì nó sẽ cho chúng ta chơi được file 44.1 là hết và nó sẽ không có tính năng upscaling cho chúng ta nha các bạn. Rồi cái điểm cộng và điểm trừ cái hai phần mềm này như thế nào thì đây mình nói điểm cộng á, thì cái phần mềm HiRes này nè thì điểm cộng nó chơi được cái dãy tần tối đa 382 kHz luôn, rất là tuyệt vời, và nó nhận dạng được tất cả các album cho chúng ta trên đây luôn, thì nó ít xuất hiện những cái hình album này nên nó không có đẹp đó. Đường cái thì nó xuất hiện hết tất cả các album trước khi chúng ta chép vào máy máy điện thoại chúng ta ha. Đó, đây là tất cả các album mình chép vào mình nghe. Còn đối với cái phần mềm HiBay Music này á thì nó đẹp một cái á là nó show ra hết những cái album cho chúng ta luôn, hình ảnh rõ ràng nhìn nó đẹp hơn hơn ha. Đó. Và cái điểm trừ của nó là có những cái album nó không có nhận dạng được cái hình này nè, thì nó sẽ nằm những cái tập tập tin đây ở đây không xác định. Rất là nhiều file trong đây nó không có xuất hiện ra đây chúng ta tìm nó rất là mệt đó, thấy nó vậy thôi đó. Rồi còn các bạn chơi phần mềm nào cái đó là tùy nhu cầu của các bạn ha, thì mình cũng nói xin nói cái phần mềm HiBay Music này free miễn phí, còn phần mềm HiRes này bắt buộc các bạn phải trả phí nha. Trả phí như thế nào thì các bạn cứ download, các bạn bấm vô thì các bạn sẽ thấy được nó bắt các bạn trả phí như 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 thế nào ha. Thì hiện tại thì mình cũng xin nói luôn cho các bạn dễ hình dung ra, thì đối với bây giờ á, khi ở trên CH Play hoặc là trên cái App Store đó nó bán cái phần mềm này là nó bán cho các bạn là nó đau khi các bạn download về là cái bản là bản like, bản miễn phí, các bạn muốn chơi chuyên sâu các bạn phải nạp thẻ tín một là nạp thẻ tín tín thanh toán thẻ tín dụng vô cho nó, hai các bạn không cần thẻ 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 tín dụng, các bạn chỉ cần có thẻ ATM nội địa và nó có tính năng là thanh toán qua ví Momo. Giờ ví Momo thì ai cũng xài cho cái ví Momo hết đó, đây nè, thì các bạn tự tìm hiểu cái ví Momo này thanh toán như thế nào ha, để chúng ta thanh toán được cái này.
Rồi, ok, nó là như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử cái tính năng, hai cái tính năng này nha. Một là Hi-Fi Music, hai là Hi-Resto này nha. Ok. Rồi, sau khi mình đã kết nối với cái dàn hệ thống âm thanh của mình ha, thì ở đây thì mình phối ghép như thế này. Rẻ tiền mà hay, quýnh ăn đứt cái CD 30 triệu hàng nội địa luôn ha. Mấy cái CD bãi gì đó, hay nó bán tech nong rồi gì, mấy 20-30 gì đó. Tôi chỉ cần cái bộ này thôi là quýnh ăn đứt đứt nó luôn. À, đây phía dưới mình ghép với cái bộ Sennheiser SMXL Sennheiser 10TH V2, con này có giá bán là 2 triệu rưỡi. Mình ghép với cái bộ Tubi 01 này ha, hai cái bóng đèn mình đã nâng cấp lên là bóng của Mỹ 6AK5. Tuy hai cái bóng khác hẳn với nhau nhưng mà lỗi nó cùng giống nhau ha. Thì cái bộ này thì mình bán luôn theo cặp bóng á, thì cái máy là 650, ấy xin lỗi, cái máy là 610 ngàn, cặp bóng là 250 ngàn. Các bạn mua bóng riêng thì 300 ngàn cặp 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 này nha, mua theo máy thì 250 cặp. Rồi, nó lại ha, cái máy Tubi 01 là 610 ngàn và cặp bóng mình đã nâng cấp lên là 6AK5 của Mỹ, hai cặp bóng đều là của Mỹ hết, tuy nó khác hãng thôi nhưng mà lỗi thì nó giống nhau, số đo thì nó cũng giống nhau luôn, cũng chả có ảnh hưởng về tới chất âm gì nhiều. Đó, nếu mà cặp bóng này mà trùng hãng với nhau là mình bán ít nhất cũng phải là 600 ngàn cặp ở ngoài thị trường ha, tại vì nó khác 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 hãng nên mình bán theo máy luôn là 250 một cặp. Còn các bạn mua lẻ bóng bóng không thì 300 ngàn một cặp nha, xin lưu ý. Đó, cái giá này thì 650 với 610 ngàn với 250 ha. Rồi, còn cái này thì 10 10 10 10 TH V2 2 triệu rưỡi. Rồi, thì ở đây á thì như mình đã nói thì mình chơi thứ nhất mình sẽ test một bài hát thôi. Và mình test trong một hai cái chương trình này luôn. Bây giờ mình hát cái chương trình Hi-Fi Music trước. Đó, nó giải mã được 192kHz nè ha. Mà mình sẽ chơi một trên một bài hát và hai cái ứng dụng khác nhau. Thì ở đây thì mình sẽ, đó các bạn setup như vậy đơn giản thôi, giá thành cũng không có tương khoản. Nói chung là nguyên một bộ này có 3 triệu mấy, chưa tới 3 triệu mấy, chưa tới 3 triệu rưỡi nữa, là ăn đứt cái CD nội địa hàng bãi, thấy mà người ta đang bán gì 20-30 triệu gì đó, CD đời cổ mà 20-30 triệu gì đó, mình thấy được không lấy được, nhưng thấy được cái nó nặng này 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 thôi. Rồi, ok, mình sẽ test một bài hát cho các bạn nghe thử ha. Mình chơi cái ứng dụng trước, đầu tiên là xuất ứng dụng Hi-Fi Music. Rồi, ok, xin mời các bạn nghe nhạc. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby. How are you? I was sitting, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just what.
why you could not come along with me. And this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, and neither Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. I miss you, Chanel. Let me go home. I'm coming back home. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái ứng dụng HiRestro này nha. Mình cũng chơi play trên một cái bài hát như hồi nãy luôn, là cái album này nha, album Just Stay Once More. Ok. Và mình sẽ chơi ở chế độ là 382kHz ha. Another summer day has come and gone away, in Paris or Rome, but I wanna go home. Surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I was saying, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. And this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away, and neither Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. I miss you, Chanel. Let me go home. I'm done.
Rồi, mình vừa test xong cái combo này ha. Tubi 01 nâng cấp bóng 6 AK5 phối ghép chung với con đát giải mã SMSL Centric 10TH V2. Đó, thì như mình đã nói ha. Ví dụ như các bạn mua mỗi cái con này, mỗi cái Tubi 01 không á, thì luôn cặp bóng 6 AK5 á, thì cặp bóng là 250 nè. Cái kia, cái con máy là 610.000 nè, là 860.000 nha bạn, là chưa có nguồn nâng cấp nha, là nguồn theo máy nha. Đó, hiện tại nguồn nâng cấp mình đang hết. Ok rồi, ok, thì các bạn lấy luôn cái combo này á, thì cái này 2.500.000 nè, đó là 3.360.000, thì mình sẽ ưu đãi giảm cho các bạn 200.000, là còn 3.160.000 đồng là chọn một combo này ha. Đó, thì các bạn thấy có đáng đồng tiền để chơi không? Nó đánh thì phối hợp với nhạc số và chương trình chơi nhạc như mình đã nói, hai cái ứng dụng này ha, ăn đứt cái CD nội địa hàng bãi ở ngoài thị trường, người ta đang bán khoảng mười mấy tới 20 triệu chưa. Đó, nếu như các bạn ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì cứ tới shop mình trải nghiệm thử, mình phối ghép cho các bạn nghe thử ha. Đó, thì mình chơi, mình xin nói lại ha. Thì đối với CD thì không có cái tính năng upstanding nha. Ở ngoài thị trường có bán một cái đầu upstanding của hãng DCS, cái đầu đó khoảng rơi vào 450 triệu. À, các bạn phải mua nguyên một combo luôn, một combo nó gần khoảng 2 tỷ mấy á, thì chơi nó mới hay được. Còn ở những cái đầu CD bình thường hoặc là do thị trường bán thì nó không có cái tính năng upstanding đâu ha. Ví dụ như nhạc dĩa CD, nhạc 44.1 tự động nó đẩy lên 192, 382 kHz luôn ha. Là cái tần số nó rộng hơn, chơi cái tiếng nó rất là tĩnh, các bạn vừa nói chuyện với nhau vừa nghe nhạc, nó không có bị ồn ào, nó không bị xáo trộn, nó không có bị mệt, nghe hoài không thấy chán như vậy. Đó ha, thì phải nhờ cái phần mềm hỗ trợ, một trong hai phần mềm này. Thì các bạn nào mà có điều kiện hoặc là có biết thao tác quen á, thì nên bỏ tiền ra mua cái HiRes này xài. HiRes này rất là hay. Nó up lên cho tới cho chúng ta 382 kHz luôn, từ file 44.1 tự động nó đẩy lên luôn. Còn file DSD thì nó chơi, ví dụ cái file DSD 64 thì chơi đúng 64, file DSD 128 nó chơi đúng DSD 1128, DSD 256 thì chơi đúng DSD 256. Phần mềm này cũng vậy luôn nha. Thì phần mềm này phần mềm free thì của hãng Hi Bye Music, là cái hãng này của hãng Hi Bye Music, là cái hãng thương hiệu âm thanh nổi tiếng của China. Còn hàng HiRes này là của hàng Nhật, nó viết nha, cái phần mềm này của hàng Nhật nó viết nha, nó có cái mã là NE Play ha. Đó, phần mềm này của Nhật, phần mềm này thì của Trung Quốc viết, phần mềm này thì nó được cái nó có tiếng Việt, nó phần mềm này chỉ có tiếng Anh thôi. Đó. Rồi đó, đó là những cái kinh nghiệm chơi nhạc số và mình chia sẻ cho các bạn bấy lâu nay, mình đã nghiên cứu và tìm hiểu những cái ứng dụng của phần mềm nào chơi để nó thích hợp mà nó hay hơn cái đầu dĩa CD, mà chúng ta không phải cần bỏ quá nhiều tiền vô một cái đầu CD ha. Thì đầu CD hiện tại bây giờ thì mình cũng biết nó đã tích hợp cái nhạc số trong đó luôn rồi, thì cái đầu nó khoảng đời mới nhất cũng phải 20-30 triệu một cái. Còn mấy cái đầu CD cổ đời cũ giống như Acufay đời trước đó, đời cũ cũng đoán cũng phải là mười mấy tới 20-30 triệu một cái á, thì nó cũng không có tích hợp giải mã gì đâu, nó chỉ có đọc CD quay thôi. Thì mấy cái đầu nó được thấy, mình thấy cảm thấy được cái, thì mình thấy cái đầu, những cái đầu đó nó chỉ được cái nó nặng thôi. Đó, mà nó hư con bắt một cái là coi như cái đầu đó nó nằm yên chỗ, mình không có chơi được. Rồi một cái dĩa CD chúng ta trừ cùng lắm có 10 bài, chỉ có một bài mình thích thôi. Đó, thì nhạc số chúng ta chỉ cần có điện thoại và mua thêm cái thẻ nhớ ngoài nữa, tùy theo điện thoại có hỗ trợ thẻ nhớ không, thì cứ cắm chép cái nhạc số vô chơi thôi. Một trong hai cái phần mềm này là đã thấy hay rồi, không cần đầu tư quá chi mà phải quá là nhiều ha. Rồi ok, mình xin nhắc lại ha, cái combo này mình bán giá nguyên combo luôn là 3.160.000 đồng, giá rất là hữu nghị cho các bạn nha. Chỉ một combo duy nhất thôi nha các bạn. Đó, còn các bạn mua lẻ 2.500.000, cái máy là 610 cộng cặp bóng 250, Tubi á là 860.000, 2.500.000. Đó là mấy bạn mua lẻ, các bạn mua combo chung cả hai luôn là chỉ còn 3.160.000 đồng nha các bạn. Rồi ok, giá thì mình chưa có bao gồm phí ship nha.
Rồi, ok, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.